Vâng, tiếp tục xin chào các nhà đầu tư. Bài học này tôi sẽ tiếp tục bài học trước, là tôi sẽ nói về các cái chỉ số, các thuật ngữ liên quan đến việc phân tích kỹ thuật, và tôi sẽ đi vào vấn đề luôn. Video này thì tôi sẽ nói về các thuật ngữ như là hỗ trợ, kháng cự, đáy cũ, đỉnh cũ, đường xuống tăng, đường xuống giảm. Nó đều liên quan đến những khái niệm rất là quan trọng trong thị trường tài chính nói chung và thị trường coin nói riêng, được chưa ạ? Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu khái niệm hỗ trợ là gì, đúng không ạ? Ví dụ như là giá hỗ trợ, đúng không ạ? Đợt này cái giá hỗ trợ rất là mạnh là giá này, hay là kháng cự là như thế này đó. Thế thì hỗ trợ được hiểu nôm na là vùng giá mà khi giá chạm vào nó là có thể bật lên lại được. Đấy, bật lên lại được gọi là hỗ trợ. Tức là bây giờ giá nó đang đi xuống và mình nghĩ rằng bây giờ Bitcoin đang là 9.500 và cái ngưỡng 8.500 cứ chạm vào ngưỡng này nó bật lên 9.000, 9.200, 10.000 sau nó lại đi xuống, thì cái mức giá 8.500 tạm gọi là vùng hỗ trợ hay mức giá hỗ trợ, ok. Tiếp theo là cái khái niệm là kháng cự, đúng không ạ? Kháng cự thì tiếng Anh nó gọi là resistance, đúng không ạ? Kháng cự là cái vùng giá mà khi mà có thể bật xuống sau khi chạm vào nó, đúng không ạ? Lại tiếp tục là có thể bật xuống, đúng không ạ? Sau khi chạm vào thì giao dịch với các cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự được xem là một trong những cái phương pháp giao dịch cơ bản nhất và thú vị nhất trong nghiệp vụ trading coin của các investor, của các trader, ok. Thế thì phân tích kỹ thuật thì có nhiều công cụ để phân tích, đúng không? Thế thì phân tích vùng hỗ trợ, vùng kháng cự là hai cái mốc về giá quan trọng để mà chúng ta tham khảo, đúng không ạ? Và chúng ta thường là phải quan tâm đầu tiên. Bao giờ chúng ta cũng ngồi chúng ta vẽ ra và chúng ta tính. Hoặc thậm chí nếu mà chúng ta chơi nhiều quen thì chúng ta có thể dùng kinh nghiệm của chúng ta để chúng ta áng chừng là đợt này nó có thể xuống 8.000 đấy, đợt này nó có thể xuống 8.500 đấy, đúng không ạ? Và mình cứ bắt đáy bắt đỉnh như vậy, theo cách như vậy, đúng không ạ? Còn tất nhiên tôi sẽ nói rồi, trong coin thì việc bắt đáy và bắt đỉnh là vô cùng khó, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng nó như thế nhưng nó vẫn thủng qua, và chúng ta nghĩ nó lên này nó vẫn lên tiếp thì rất là khó, nhưng ít nhất là chúng ta cũng có những cái chỉ số để chúng ta tham khảo đấy. Hỗ trợ và kháng cự là hai cái khái niệm mà được sử dụng khá là rộng rãi trong cái giao dịch của chúng ta, đúng không? Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta cũng rất là khó để nói về cái việc đấy, là cái cách thức chúng ta mà tạo ra nó như thế nào, chúng ta nhận định nó như nào, thì chúng ta sẽ xem thêm các cái hình vẽ để chúng ta phân tích, đúng không? Đấy. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào một cái đồ thị thì chúng ta có thể là vẽ ra được cái đường hỗ trợ và đường kháng cự, vẽ ra sau đó chúng ta gióng sang để chúng ta xem cái mức giá. Và thông thường thì khi mà chúng ta phân tích thì bao giờ chúng ta cũng đưa ra các mức hỗ trợ, các mức kháng cự, đúng không ạ? Kháng cự vừa, kháng cự mạnh, kháng cự rất mạnh, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Có thể đưa ra ba nấc, nó có thể tụt, và khi nó cứ phá đáy này thì nó có thể là lại đưa ra những cái thông điệp khác nữa đó, tức là những cái tín hiệu để cho thị trường là có thể đi xuống nữa hoặc là không đi xuống nữa, đúng không? Một điều cần ghi nhớ đó là mức hỗ trợ và mức kháng cự không phải là những con số chính xác, được chưa ạ? Nhiều khi chúng ta sẽ thấy là hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá, đúng không ạ? Nhưng sau đó lại thấy rằng là nó chỉ đang là sẽ tiếp tục phục hồi hay là đang thử chúng ta thôi. Với cái mô hình này thì chúng ta có thể kết hợp với các cái phân tích về nến để chúng ta có thể xem. Ví dụ như mình có thể xem thêm những cái hình bóng nến, đúng không ạ? Thân nến, màu nến tại các cái vùng hỗ trợ vân 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 vân, và các cái vùng kháng cự vân vân, để chúng ta phân tích được là khi nào thì nó sẽ bị phá vỡ và nó có thể phá vỡ được hay không, đúng không ạ? Đấy, thế thì tất nhiên là chúng ta cũng không biết được chính xác, nhưng mà đấy là cái khái niệm nhá. Thế thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ, được chưa ạ? Và vùng hỗ trợ bây giờ là ví dụ như là một cái đồng Bitcoin đi, vùng hỗ trợ là 10.000 đô, đúng không ạ? Thế thì cái mức giá mà đóng cửa cái phía dưới vùng hỗ trợ là 10.000. Thế nhưng mà nhanh chóng là chúng ta nhìn thấy là lại tăng điểm trở lại, nó lên tới 12.000. Chúng ta tin tưởng vào cái sự phá vỡ, đúng không ạ? Cái mức này mà chúng ta sẽ đặt lệnh bán, đúng không ạ? Chúng ta đặt lệnh bán.
thì chúng ta sẽ bị thua lỗ. Và chúng ta nên lúc này là chúng ta nên hold để chờ tăng giá, hoặc là chúng ta nên mua để kiếm lời thêm, đúng không ạ, nếu như chúng ta còn tiền. Đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta phải nhìn vào đấy để chúng ta có thể xem được các cái vùng nào là vùng hỗ trợ, vùng nào là vùng kháng cự, bằng cách là chúng ta kẻ cái biểu đồ. Thì cái biểu đồ thì ta sẽ kẻ như thế nào, được chưa ạ? Thì bằng cách là chúng ta sẽ xem cái khái niệm là đáy cũ và đỉnh cũ. Đáy cũ và đỉnh cũ ở đây chính là gì ạ? Đây chính là cái một cái mức giá mà khi mà tạo ra một đỉnh nó tăng lên, đúng không ạ? Và khi nó giảm thì cũng là tạo ra một cái đỉnh cũ được vừa xem. Thế thì chúng ta sẽ kết nối các cái đỉnh lại với nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái mức là gì ạ? Hỗ trợ, đúng không ạ? Thì trong cái hình này các bạn xem thêm trong hình này nhá. Trong hình này thì khi mà chúng ta nhìn thấy là cái mũi tên, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy các mũi tên đi xuống, cái mũi tên đang chỉ xuống thì đó là chỉ đến vùng kháng cự, đúng không ạ? Còn các mũi tên mà chỉ lên thì đấy gọi là vùng hỗ trợ. Thì trong cái bức hình này các bạn có thể nhìn thấy, bằng cách này chúng ta nối các đỉnh lại và chúng ta nối các đáy lại thì nó sẽ có nhiều vùng hỗ trợ và nó cũng có nhiều vùng kháng cự, có nhiều cái mức giá khác nhau. Thì đấy là lý do chúng ta giải thích, và chúng ta có thể cân đối nó trong một tuần, trong hai tuần hoặc là trong tháng, tùy thuộc vào cách chúng ta xem các loại nến, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta xem cái chu kỳ chúng ta theo dõi như thế nào. Các bạn đã hiểu cái khái niệm đỉnh cũ và đáy cũ chưa ạ? Và chúng ta nối lại với nhau là ok. Tiếp tục là chúng ta sẽ nói về một thuật ngữ có tên là đường xu hướng, đúng không ạ? Đường xu hướng là trend line. Thì đường xu hướng sẽ được chia thành hai đường, là đường uptrend và đường downtrend. Tức là đường uptrend là đường đang có xu hướng đi lên. Chúng ta nhìn tổng thể, chúng ta nhìn vào một cái nến 1 giờ, nến 30 phút chúng ta không nhìn ra được. Chúng ta nhìn vào nến 1 giờ, nến 30 phút chúng ta không nhìn ra được cái xu hướng dài. Nhưng mà chúng ta nhìn cả một tuần, chúng ta nhìn cả một ngày, thậm chí chúng ta nhìn cả một tháng, là chúng ta đang nhìn ra là nó đang đi lên hay nó đang đi xuống. Đó, thì đó cái khái niệm đấy nó gọi là trend line, là đường xu hướng, được chưa ạ? Thì đường xu hướng cũng là những cái yếu tố cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật, được chưa ạ? Đường xu hướng tăng là nối hai điểm đáy, đúng không ạ? Từ thấp lên cao, đúng không ạ? Còn đường xu hướng giảm thì sẽ nối hai điểm là đỉnh từ cao xuống thấp nha. Đấy là cách mà chúng ta sẽ nối. Ngoài ra thì chúng ta có thể nối các cái đỉnh trong xu hướng tăng và các đáy trong xu hướng giảm. Thì đường xu hướng là cái vùng mà có thể tạo ra được cái lực hỗ trợ và kháng cự rất mạnh trong cái thuật ngữ này. Thế thì đường xu hướng tăng uptrend là gì? Được chưa? Thì trong cái hình thức cơ bản nhất của các cái đường này thì đường xu hướng tăng sẽ được vẽ dọc đáy của hai khu vực hỗ trợ dễ phát hiện nhất, đúng không ạ? Thường gọi là cái gọi là valley spot đấy, trong tiếng Anh đấy. Thì với 3 điểm ta sẽ có một đường xu hướng là gì ạ? Càng nhiều điểm thì cái sự chính xác nó sẽ càng cao, nhưng mà ít nhất là ta sẽ nối 3 điểm, được chưa ạ? Hay nói cách khác thì đường uptrend hay còn gọi là đường xu hướng tăng, đấy là bằng cách là chúng ta vẽ nối những điểm đáy thấp liên tục lại với nhau. Đấy. Thế còn đường xu hướng thì có thể là gì ạ? Đại diện cho một khoảng hỗ trợ rất lớn và nó cho chúng ta nhìn ra một trend là vậy nó sẽ tăng lên là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái mức giá nó có thể bật lên, bằng cách là chúng ta sẽ tính tham khảo thêm các công thức như là MACD, RSI, rồi sắp tới là cả cái video tôi sẽ nói về đường Fibonacci và cái kinh nghiệm của chúng ta nữa, được chưa? Và cái điều quan trọng là dạ, chúng ta là phải để ý là cái khoảng thời gian là chúng ta cần đến bao nhiêu lâu, đúng không ạ? Cái khung thời gian ấy, cái khung thời gian tức là chúng ta biết là nó đi lên, nhưng mà nó là một giờ hay là nó là một ngày, nó là một ngày hay nó là một tuần, để chúng ta biết chúng ta vào lệnh ra lệnh nó mới chuẩn. Thì chúng ta sẽ được xem thêm cái phần về Fibonacci, nó sẽ nói kỹ về cái khung thời gian mà chúng ta có thể vẽ được, đúng không ạ? Thông thường thì ở Việt Nam chúng ta thường chọn là ngày, tuần, tháng, sau đó năm, đúng không? Nhưng chúng ta cũng có thể chọn từng khung giờ. Nhưng tôi nghĩ là mình xem cái đường xu hướng trong một tuần, trong một tháng là ok,
Được chưa ạ? Và chúng ta so sánh giữa các tháng với nhau. Đấy, đường xu hướng tăng thì cho biết thị trường sẽ tiếp tục tăng đến đâu, đúng không ạ? Cho đến khi mà nó bị gãy, tức là nó bị đảo chiều. Thế còn xu hướng tăng giá thì giúp cho chúng ta là có cơ hội là mua vào và đợi nó tăng thì chúng ta sẽ bán, đúng không ạ? Ok nhá. Thế còn đường xu hướng giảm thì trong một đường xu hướng thì đường xu hướng giảm là downtrend ấy, được vẽ dọc đỉnh của hai cái khu vực kháng cự dễ nhận ra, người ta gọi là peaks, đúng không ạ? Và nối càng nhiều điểm đường xu hướng này sẽ càng chính xác. Nói cách khác là các đường xu hướng này là sẽ được nối các cái đỉnh vào với nhau, được chưa ạ? Nối các đỉnh vào với nhau, nối liên tục. Các đường này có thể sẽ được vẽ và biểu thị các đỉnh của một xu hướng đã hình thành. Đấy. Và đường này có ý nghĩa là hướng đi toàn bộ của một xu hướng và khi nào thì nó có thể gãy, được chưa ạ? Thì đường xu hướng giảm người ta gọi là downtrend. Nếu mà mình cứ nhìn vào là ngày hôm nay lại giảm, ngày mai lại giảm, ngày ba nó giảm thì mình nối vào, mình thấy nó xuống, vậy mình có thể có quyền dự báo là ngày tiếp theo là nó cũng có thể giảm, hoặc là chúng ta sẽ xác định được cái vùng hỗ trợ để mà từ đó chạm vào thì nó sẽ bật lên, nó vào cái vùng sóng hồi, có đúng không ạ? Vâng. Thì một số cái lưu ý là chúng ta có thể vẽ được cái đường này và dựa vào kinh nghiệm của chúng ta sẽ vẽ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vẽ như nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần ít nhất là để hai đỉnh hoặc là hai đáy để vẽ một cái đường xu hướng đúng, đấy là ít nhất, còn càng nhiều thì càng chính xác, độ chính xác càng cao, đúng không ạ? Đấy, đường xu hướng càng thấp thì độ tin cậy càng nhỏ và ngược lại, đúng không ạ? Tức là nếu mà nó dốc thẳng đứng lên như này thì mình thấy là thầy đang đi lên, chưa biết xuống như nào. Nhưng mà nó cứ tà tè như này thì rất là khó, đúng không ạ? Và ngược lại, nó dốc như thế này, tức là nó vẫn còn đi xuống, nó vẫn còn đi xuống nữa. Cho đến khi nào nó thoải, nó bằng thì mình mới thấy là cái độ tin cậy nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Vâng. Thế thì đường xu hướng có ý nghĩa hơn nếu mà nó chạm nhiều lần nhưng mà không bị phá vỡ nhá. Vâng, nó được chạm vào nhau nhiều lần nhưng không bị phá vỡ, tức là nó đổi chiều, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta không nên vẽ các đường xu hướng theo kiểu chỉnh cho nó vừa, đúng không ạ? Bởi vì đơn giản là nếu mà bạn vẽ đường xu hướng không phù hợp thì bạn cũng sẽ khiến nó bị sai. Đấy, thì chúng ta cứ nối hai đỉnh vào, xong chúng ta nối tiếp thì chúng ta sẽ ra được. Và sau đó chúng ta lại nối hai đỉnh tiếp theo trong những cái chu kỳ chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ ra được những cái điểm nó gọi điểm cắt, đúng không ạ? Từ những cái điểm cắt này thì mình sẽ nhận ra được rằng là nó sẽ, khi nào thì nó sẽ bẻ hướng nó đi lên. Bởi vì ví dụ như này, nó đang đi xuống như thế này thì mình đã nhận rồi, nó xuống như vậy là tốt, đúng không ạ? Vậy mình sẽ xem là khi nào nó đi lên, đúng không ạ? Vậy nếu có tín hiệu nến xanh một cái thì lúc đấy có thể sẽ là một cái lực hồi nó đi lên, và lúc đấy chúng ta lại nối các cái đáy của đi lên vào thì nó được một cái đường xu hướng tăng, và cái điểm nối nó chính là cái điểm để sau này chúng ta sẽ xác định nó là điểm kháng cự hay là điểm hỗ trợ. Đấy. Thế sau đó lại tiếp tục ngày hôm sau hay là phiên sau lại tiếp tục đảo chiều, nến đỏ lại nhiều, đi xuống, và nó lại hình thành nên một cái xu hướng mới. Thì cái việc mà uptrend hay downtrend nếu mà trong ngày, nó cũng có thể mỗi một ngày là nó có thể vừa up vừa down. Ngày hôm qua Bitcoin có thể là giảm giá 10% nhưng ngày hôm nay Bitcoin lại tăng 10%. Nhưng mà ngày mai Bitcoin có tăng nữa hay không thì không biết, đúng không ạ? Bởi vì nó phụ thuộc vào cái đường xu hướng. Còn mình nhìn trong ngày thì vẫn là 10%, nhưng mà nhìn tổng thể thì Bitcoin đang giữ giá. Tức là mình nối cả một tháng vào với nhau thì nó vẫn bình thường, bình này. Nó vẫn đang giữ giá ở mức khoảng độ 9 đến 10 ngàn. Và giữ giá nhưng mà giữ giá theo kiểu là nó đi xuống một chút so với cái mức 12 ngàn trước đó, đúng không ạ? Thế còn nếu mà bây giờ nó đi lên khoảng 14 ngàn mà nó vẫn giữ giá thì đấy là người ta gọi là đang ở uptrend. Đấy thì tôi phân tích sơ sơ như vậy. Ở trong cái hình này thì các bạn xem thêm cái hình mà tôi đã nối. Tất nhiên là tôi cũng sưu tầm ở trên mạng thôi, đúng không ạ? Vâng. Nối các điểm lại với nhau, các đỉnh nối thì tạo thành uptrend, các đáy nối tạo thành các uptrend cho chúng ta nhìn thấy, được chưa ạ? Thế thì khi nào thì hỗ trợ sẽ chuyển thành kháng cự và khi nào kháng cự thì chuyển thành hỗ trợ, đúng không ạ? Thì đây là một cái hiện tượng mà chúng ta có thể nhìn nhận để chúng ta thấy rằng là thị trường sẽ đi xuống hay là thị trường sẽ đi lên, dựa vào các cái sóng nến cũng như là dựa vào cái việc nối giữa các cái
đáy và giữa các đỉnh. Đấy. À, ví dụ như là chúng ta nối cái đường hỗ trợ lại với nhau thì chúng ta nhìn thấy là cái mũi tên đi xuống là vùng hỗ trợ sẽ chuyển thành vùng kháng cự. Và khi chúng ta nối cái vùng kháng cự lại, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng, đúng không ạ? Thì nó lại cho chúng ta nhìn thấy là vùng kháng cự đã chuyển thành vùng hỗ trợ, cho nên nó lại đi lên. À, thì cái này các bạn có thể phân tích thêm về về mặt đồ thị, thì nó gọi là cái đồ thị chữ V kép. Chữ V kép thì chữ V kép tức là kiểu gì nó phải đi xuống đáy, khi xuống đáy rồi nó lại lên, thì nó lên cái nét này nó sẽ lên một nửa, đúng không ạ? Sau đó là V kép nó lại đi xuống, đi xuống rồi nó vì nó không phá được đáy, đúng không ạ? Nó lại tiếp tục đi lên, thì đấy nó gọi là kháng cự lại chuyển thành hỗ trợ. Còn cái nét đầu tiên của chữ V kép là hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Thì mình vào mình nhìn vào cái sóng nến ấy, hay là cái biểu đồ ấy, thì mình sẽ có một số cái dạng chữ này dạng chữ kia, thì ta sẽ xem thêm nhá. Có một thêm một cái thuật ngữ nữa mọi người cũng rất là quan tâm trong cái trading và invest về coin này, đấy là ở cái vùng số tròn, đúng không ạ? Vùng số tròn ví dụ như là 8.500, 9.000, 10.000 kiểu như thế, nó gọi là các cái vùng số tròn. Thì đấy cũng là những cái vùng tâm lý tốt, những cái ngưỡng tâm lý để tạo ra các cái vùng hỗ trợ hoặc là vùng kháng cự. Đấy, thì mình có thể xem rất là nhiều cái vùng hỗ trợ như thế này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó rõ ràng, đúng không ạ? Và chúng ta trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta có thể để ý các cái ngưỡng giá mà nó tròn, chúng ta cân nhắc. Và đặc biệt là dù các bạn theo dõi kiểu gì đi chăng nữa, bằng biểu đồ nào, thì các bạn nên ghi chép về mặt lịch sử. Và đâu đó bạn sẽ nhận ra cái chu kỳ trong một ngày liên tục, trong một tháng, trong một tuần liên tục. Đúng vậy, trong ngày thì 24 giờ mình chia ra. Đấy, thì giờ nào là có vẻ xuống sóng lên, giờ nào có vẻ xuống sóng xuống. Trong một ngày thì là như thế, đúng không ạ? Và tương tự là trong một tuần thì ngày nào sóng lên và ngày nào sóng xuống. Trong một tháng thì tuần nào sóng lên, tuần nào sóng xuống. Chúng ta càng có nhiều thông tin lịch sử thì chúng ta sẽ nhận biết được là ví dụ như là tháng tới đây là tháng 4 thì Bitcoin nó sẽ lên hay là xuống, nó uptrend hay là downtrend, hay nó lại đi sideways ngang ngang như vậy. Mình sẽ nhìn vào lịch sử từ nhiều năm cộng với lại cái phân tích thực tế, cộng với cái trải nghiệm của bản thân, thì mình sẽ ra được quyết định. Nếu như bạn chỉ cần bắt được giá của Bitcoin và các đồng altcoin trong vòng 24 giờ đến 48 giờ thôi là bạn sẽ cực kỳ giàu. Còn nếu mà bạn bắt được cả tháng thì rất tuyệt vời, có đúng không ạ? Tôi nghĩ 24 giờ đã đủ cho các bạn khớp lệnh quá thành công rồi. Vâng, thì tôi cũng xin phép là giới thiệu sơ sơ như vậy. Các bạn có thể lên mạng các bạn tìm thêm nhá. Có rất là nhiều các cái bài viết, có rất là nhiều các thông tin. Thì tôi cũng tổng hợp lại và tôi cũng phân tích nó theo cái kinh nghiệm của tôi. Xin chúc các bạn phân tích thành công. Và xin chúc các bạn trading coin kiếm được nhiều tiền. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.